À, thì mình để đầu tiên mình sẽ tìm hiểu cái relay làm việc theo nguyên lý quá dòng điện, anh ta gọi tiếng Anh nữa là over current relay đó. À, và mình sẽ tìm hiểu hai chức năng 50 và 51, hai chức năng này. Quên cái này nữa, hồi mệt nữa. Rồi. Thì nguyên tắc làm việc của nó thì rất là đơn giản chứ không có gì phức tạp ha, là khi có hiện tượng không bình thường đó thì cái dòng điện mà được cái máy biến dòng điện chạy trên đường dây này nè, hay là thiết bị á, được cái máy biến dòng điện này nó sẽ chuyển đổi giảm thấp xuống truyền vào relay ha, và relay của mình nó sẽ cảm nhận cái dòng điện đó so với cái ngưỡng ngưỡng đặt mà con người đặt vô cho relay, và nếu cái ngưỡng đặt đó nó so sánh với cái dòng điện thực tế đi vào từ CT mà dòng điện từ CT nó lớn hơn cái ngưỡng thì nó sẽ xuất tín hiệu đi mở máy cắt, nó xuất tín hiệu đi mở máy cắt mà ta gọi là trip nha. Đó, thì này là sơ đồ một sợi thôi, còn này là một cái sơ đồ một cái trạm thực tế nè. Đó, này máy cắt nè. À, máy cắt có dây trên dây dưới là máy cắt, này là máy biến dòng. À, máy biến dòng nó sẽ đi cái mạch nhị thứ nó xuống và nó đi xuống hầm, nó chui vào trong nhà điều khiển nằm ở phía sau lưng. À, nếu mình nhìn vậy thì nhà điều khiển nằm sau lưng mình. Đó, thì này là dây truyền vô relay, chắc chắn nằm ở nhà điều khiển, nằm trong phòng có nhiệt độ, có máy lạnh, có nhiệt độ phòng ha, nhiệt độ rất là ổn định để cho nó là vận hành chính xác. Rồi sau đó nó truyền cái mạch nhị thứ tiếp nữa đến máy cắt, truyền tới đây. Nó này vô, nó đi vô relay rồi sau đó nó dòng nó truyền lại cho máy cắt để điều khiển máy cắt đóng hay mở. Thì này cũng phải hình dung đây là máy biến dòng điện là CT, biến vô relay số. Đó, relay này nó sẽ detect bộ phận dò tia, phần vượt ngưỡng. Khi mà vượt ngưỡng á, thì cái tiếp điểm này nè, nó sẽ khép lại. Tiếp điểm này khép lại chính là có cái năng lượng, một cái năng lượng nó sẽ khép mạch nè, nó sẽ truyền đến cho cuộn cắt của máy cắt là trip. À, máy cắt thì có hai cuộn ha, cuộn đóng và cuộn cắt. Thì nếu truyền tín hiệu năng lượng đến cuộn cắt thì nó sẽ bật cái tiếp điểm ra, còn nếu mà truyền tới tín hiệu đóng thì nó sẽ đóng tiếp điểm lại. Đó, thì này là sơ đồ giống như là một cái rất là đơn giản về mặt logic của nó để mình thể hiện được là máy biến dòng điện truyền năng truyền dòng điện vào relay, nó sẽ phân tích so sánh và nó đóng tiếp điểm hay là hở tiếp điểm, đóng hay không đóng. Nhưng mà đóng thì truyền năng lượng tới cuộn cắt, và cuộn cắt sẽ cái bộ cơ cấu cắt đó, nó sẽ nhận được tín hiệu và nó sẽ cắt mở cái máy cắt ra để loại bỏ cái đường dây này ra khỏi lưới. À, bởi vì đường dây này nó đang có hiện tượng không bình thường, có nghĩa là quá tải hay ngắn mạch. Rồi, có thể là mình thể hiện sơ đồ minh họa ba pha, ba máy biến dòng điện ABC. À, đấu chụm hình sao, rồi sẽ truyền vô pha A của B pha C, và này là relay của mình. Đó, relay của mình thì nó sẽ, relay quá dòng điện thì nó có bốn chức năng. Có nghĩa là trong đây nó có cái ngưỡng là so sánh với dòng điện pha, dòng điện chạy trên từng CT, pha A của B pha C, hoặc là nó so sánh với dòng điện thứ tự không, hoặc là so sánh dòng điện thứ tự nghịch. Bữa mình cũng tìm hiểu rồi, so sánh dòng điện thứ tự không hay thứ tự nghịch. À, đó. Thì nếu mà so sánh dòng điện pha vậy chính là chính chức năng 5051N 5051. Còn so sánh dòng điện thứ tự không là chức năng 50N 51N hay là 50G ground, N là neutral. À, còn chức năng dựa dòng điện thứ tự nghịch thì là mã số chức năng là 46. Đó, và như vậy thì ba dòng điện này vào đi, mình nhớ lại ha, dòng điện A có, B có, C có, và nó nhân với ma trận. Ma trận là A, ma trận A nó là một 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 A bình phương A và một A bình phương đó. Thì relay số nó tự làm ha, nó tự động truyền tín hiệu vô, nó tự cộng trừ nhân chia, nó sẽ ra được tín hiệu
Y1, Y0, Y2 để nó so sánh cái ngưỡng mà mình muốn chỉnh đó. Nếu lớn hơn thì nó sẽ đưa tín hiệu, xuất tín hiệu đi mở ba máy cắt màu xanh này ra. Rồi còn nếu đập ruột, đập hộp nó ra thì nó trong đây có chức năng là 50-51 nè, và trong buổi hôm nay thì mình sẽ nghiên cứu về chức năng 50-51 một cách rất là rõ ràng, rất là chi tiết về tính toán, về chỉnh định và hiểu một số cái chỉ số của nó, một số cái khái niệm của nó. Nó thì đập hộp nó ra thì có chức năng 50-51 là chức năng quá dòng, mà quá dòng này nó so sánh với dòng điện trên dây pha, bởi vì nó móc nối với CT pha C, thì này lấy dòng điện pha C để so sánh, giữa thì lấy dòng điện pha B, cuối lấy dòng điện pha A đó. Và khi mà chạy dồn cái này nè, IA, IC chạy xuống, IB chạy xuống, IA chạy xuống và summary lại thì nó ra là IA cộng IB cộng IC. Mình nhớ là IA cộng IB cộng IC đó chính là bằng 3Y0. 3Y0 chạy ra khúc này, mà nếu đối xứng thì là 3Y0 sẽ bằng 0. Ngắn mạch chạm pha thì 3Y0 cũng bằng 0. Ngắn mạch 3 pha thì 3Y0 cũng bằng 0. Ngắn mạch 2 pha thì 3Y0 thì cũng bằng 0. Nhưng chạm đất thì có 3Y0 xuất hiện. Ở pha thì có 3Y0 xuất hiện. Và khi có 3Y0 xuất hiện chính là cơ hội để cho những cái chức năng màu đỏ này có thể làm việc. Tiếp theo đó chính là đặc tính làm việc của bảo vệ quá dòng điện, hay là relay quá dòng và dòng điện của nó. Thì ở đây trên cái slide này mình thấy là nó có đặt nè. Đó, nó là những cái đường thẳng. Thì rõ ràng mình thấy là gì? Là cái này là cái ngưỡng nè. Trục này là trục dòng điện này nha. Trục này ngưỡng. Đó, dòng điện mà vượt ngưỡng. Ví dụ vận hành ở đó mà dòng điện mình vượt lên đây, mũi tên dòng điện mình lên. Đó, dòng điện y xanh của mình nè. Cái ngưỡng là cái điểm màu đỏ đó, cái nốt màu đỏ đó. Cái này ngay chỗ này, đặc tính thời gian ngay chỗ này thì thời gian này nó sẽ tương ứng. Đó. Vừa cái ngưỡng màu đỏ này nè. Và đặc tính này nó sẽ cắt bao nhiêu giây, thì cái này cái thời gian mà cái đường này lên cao thời gian lâu, mà đường này hạ thấp thì thời gian nhanh. Ví dụ trên đây nè, thời gian chính xác luôn, ứng gần như 0 giây. Có nghĩa là khi mà vượt ngưỡng, vượt cái ngưỡng này sẽ qua đây cái là cắt 0 giây. Còn dòng điện mà nhỏ dưới đây, dòng điện mà vận hành dưới đây thì bình thường, này không có quá tải, vận hành bình thường thì không có tác động cắt, bởi vì đâu có đụng đường đặc tính màu đen của nó đâu, nó không cắt, vận hành bình thường. Bất thường là dòng điện nó lớn lên cắt, còn trên đây là cắt, lớn lên cái là cắt không dây liền. Đó thì rõ ràng đặc tính này, đặc tính xác định hay đặc tính độc lập, là thời gian mình đã chỉnh cố định là một con số, ví dụ như là 0,5 giây. Thì khi mà dòng điện vượt qua cái ngưỡng thì nó đếm 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 thì relay nó sẽ đưa tín hiệu đi mở máy cắt sau 0,5 giây. Đó. Còn nếu trên đây mình chỉnh thời gian là 0 giây thì dòng điện mà vượt ngưỡng cái xuất tín hiệu mở máy cắt liền tức khắc. Mấy bạn hãy nhớ một điều là xuất tín hiệu đi mở máy cắt thì mắt nó phải mở ra, nhớ thời gian mở máy cắt phải cộng vô nữa. Thời gian này thời gian của relay thôi. Thời gian này thời gian của relay thôi. Được chưa? Đó, 0,5 giây là của relay thôi. Đó thì rõ ràng thời gian nó xác định, và miễn là dòng điện mà vượt ngưỡng, dòng điện vượt ngưỡng lớn tới đây nè, hay là lớn nữa thì nó cũng cắt 0,5 giây. Có nghĩa là thời gian dòng điện chỉ cần vượt ngưỡng là nó cắt ở thời gian xác định, thì đặc tính nó gọi là đặc tính độc lập. Ngoài ra sẽ có đặc tính gọi là đặc tính phụ thuộc, là dạng đặc tính đường cong này nè. Đường cong. Và trục hoành chính là trục dòng điện, trục tung chính là trục thời gian. Nhưng ở đây nó có sự khác biệt là gì? Dòng điện mà thấp thì mình thấy nó sẽ cắt lâu. Cắt lâu. Còn dòng điện mà lớn gấp 10 lần nó sẽ cắt nhanh. Cắt ở đây. Vô chuột nó bị nhảy.
Đó thì có nghĩa là hay là tương tự bên đây à, ra còn lớn nữa nhanh đó. Như vậy thì mình thấy là cái nó đặc tính thời gian và dòng điện của nó phụ thuộc với nhau. Dòng điện mà nhỏ thì cắt lâu, dòng điện mà lớn thì cắt nhanh đó, vậy nó phụ thuộc với nhau vậy đó ha. Cho nên là gọi đặc tính phụ thuộc, thì mỗi đặc tính này nó đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng hết. Thì từ từ mình sẽ lan xuống tới dưới. Vậy thì mình sẽ học được hai cái khái niệm, như là đặc tính thời gian dòng điện là xác xác định hay độc lập đó, và hay là dùng đặc tính thời gian phụ thuộc hay gọi là đặc tính thời gian ngược. Thời gian ngược đây có nghĩa là dòng lớn thì thời gian nhỏ đó. Thì mình sẽ nắm hai đặc tính này cho relay quá dòng. Thì trong cái buổi hôm nay mình cũng phải làm hết là phải chọn lựa, đúng không? Phải chọn lựa đặc tính nào phù hợp với mình đó, phải chỉnh chọn được. Mục tiêu bữa nay là chỉnh và chọn được cái chỉnh định được cái chức năng 50 và 51. Thì đối với đặc tính mà thời gian phụ thuộc đó, thì người ta sẽ có các chuẩn chuẩn IEEE hay chuẩn IOC đó. Thì cái phương trình, nó có phương trình, phương trình tổng quát thể hiện cho cái đóng chuẩn này đó. Trong đó T chính là thời gian, T là thời gian, I là dòng điện thực tế diễn biến, dòng điện lấy từ máy biến dòng điện, dòng điện lấy từ máy biến dòng trên lưới điện truyền vô nè. I nhỏ này là gì? I nhỏ này chính là cái dòng điện mà khởi động, dòng điện mà ngưỡng relay mình chỉnh. Beta alpha là những cái L, beta alpha L là những cái hằng số này, là do cái bảng này thôi. Giống như mình có cái bảng này rồi, thì mình hãy thể hiện bằng một cái phương trình tổng quát ha, của cái bảng này, thì nó hiện lên là cái phương trình này. K là hệ số nhân thời gian, K là hệ số nhân thời gian. Thì cái này từ từ mình sẽ làm, mình làm quen từ từ. Tức là đặc tính phụ thuộc nó có phương trình về, thì mình dùng phương trình nào, mình dùng đặc tính nào. Ví dụ mình dùng đặc tính là very inverse IOC thì alpha sẽ là 1, beta sẽ là 13.5, L sẽ là 0. Mình thế lên đây, thế lên phương trình này và nó sẽ ra phương trình này nè. Nó ra phương trình này đó. Và như vậy trong phương trình này thì có thời gian nè, có dòng điện lấy từ máy biến dòng điện nè, dòng điện ngưỡng chỉnh định nè, và hệ số nhân thời gian. K này có nghĩa là gì? Là nhìn qua đây nè, K thì mấy bạn nhìn qua bên đây. Nếu mà K nhỏ nhất là thì cái đường này nằm thấp nhất, K em chỉnh lớn lên thì đường này xích lên. Đó, giống như là upset anh nâng lên, K bằng 1, K bằng 2, K bằng 3 thì đường này di chuyển. Đó là K, gọi là hệ số nhân thời gian. Thấp thấp xuống, K càng lớn thì đường này nó dâng như di chuyển lên, nâng lên hạ xuống để mình chỉnh đặc tính, nâng lên hạ xuống. Đó là trục dòng điện thôi, trục này là trục thời gian và cái đường cong này đó. Rồi phương trình này muốn nâng lên hạ xuống thì thay đổi k đó. Đó là một cái để mình biết là mình muốn nâng đặc tính thì mình phải chỉnh gì trong relay, có nghĩa là mình chỉnh hệ số nhân k thay đổi. Rồi giờ tới chuyển sang cái phần quan trọng, đó chính là chỉnh định. Chỉnh định relay chức năng 50. Chức năng 50 được gọi là chức năng bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh. Cắt nhanh ha, có nghĩa là khi sự cố quá tải hay ngắn mạch mình muốn cắt nhanh đó, tức thời, chỉnh nhanh nhất có thể. Đó thì nghĩa là chức năng 50. Thì cái dòng điện khởi động nó được định nghĩa như sau. Dòng khởi động hay là dòng ngưỡng á, cái ngưỡng mình chỉnh vô relay á, thì mình xác định cái ngưỡng nó như thế nào á, thì bây giờ chính là công thức của nó, là dòng điện khởi động sẽ bằng gì? Bằng hệ số an toàn nhân cho dòng điện ngắn mạch lớn nhất ở cuối phần tử mà relay đó bảo vệ. Công thức thì ít, công thức thì ít, nhưng phải hiểu mấy bạn phải tính ngắn mạch ở đâu để chỉnh relay. Ví dụ nhìn xuống hình phía dưới, hình phía dưới này mình biết rằng là relay 1 sẽ bảo vệ đường dây A, B, relay 2 sẽ bảo vệ đường dây B, C. Rõ ràng ha.
Thì B chính là điểm cuối của relay 1, C chính là điểm cuối của relay 2. Đó. Thì như vậy thì để chỉnh chức năng 50 của relay 2 thì mình phải tính ngắn mạch ở điểm cuối, đó chính là tại đâu? Tại C. Tính mạch tại C. Nào, tính mạch tại C. Còn để chỉnh chức năng 50 của R1, mình phải xem R1 bảo vệ cái gì? À, bảo vệ đoạn A, B, vậy phải tính ngắn mạch tại B để chỉnh chức năng 50 cho R1. Được chưa? Rồi, tới đây các bạn nào có thắc mắc gì không? Rồi, các bạn thắc mắc là chỗ dòng điện khởi động sơ cấp không? Em hỏi là tại sao cái dòng điện khởi động sơ cấp mà lại lấy dòng ngắn mạch lớn nhất rồi? Lớn nhất mà em tính ở đâu á, em hiểu không? Lớn nhất mà tính ở đâu? Em tính ở cuối. À, ở cuối. Thế là em tưởng là chỉ lấy cái dòng làm việc lớn nhất thôi, chứ mình phải lấy cái dòng ngắn mạch lớn nhất thôi. Chức năng 50 người ta cắt nhanh á, thì người ta lấy dòng ngắn mạch lớn nhất. Bởi vì khi ngắn mạch nó dòng mới lớn hơn dòng quá tải đó. Quá tải thì dòng điện đâu có lớn hơn dòng ngắn mạch được. Thì khi ngắn mạch xảy ra đúng không, thì dòng điện nó vọt lên hàng kilo ampere, dẫn đến là cái nhiệt lượng á, xung nhiệt nó tạo ra rất là lớn. Xung nhiệt nó được định nghĩa bằng là dòng điện bình phương nhân với thời gian, thì xung nhiệt nó rất lớn. Cho nên là thời gian mình chỉnh phải nhanh, phải nhỏ, chính là cắt nhanh á, thì đối với dòng điện lớn thôi. Và chức năng 50 mình phải chỉnh theo dòng điện ngắn mạch. Ở đâu mà ngắn mạch ở đâu? Ngắn mạch ở cuối. Còn khi ngắn mạch nó di chuyển dần 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 về relay á, là dòng mạch này lớn lên hay nhỏ xuống? Ví dụ đây ngắn mạch tại F2 này đang tính ra, ví dụ bài tập này ngắn mạch lớn nhất tại thanh cái C được tính là ra 1000 ampere nè. Như vậy thì khi cái điểm ngắn mạch này nè nó di chuyển dần 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 lại gần relay 2, thì dòng ngắn mạch này nó sẽ tăng lên hay giảm xuống? Em nghĩ là tăng lên. Sao nghĩ được, phải khẳng định chứ, sao nghĩ hay là giờ do điện trở đường dây càng ngắn thì dòng ngắn mạch nó càng lớn hơn này. Đúng rồi, dòng ngắn mạch càng gần về nguồn thì tổng trở ngắn mạch nó bé, thì dẫn đến dòng ngắn mạch nó lớn, được không? Rồi, không, dòng mạch lớn, em đã chỉnh cái ngưỡng này rồi, thì như vậy dòng mạch gần nó lớn, lớn, lớn lên thì nó cắt nhanh. Vậy tính ra là mình tính cho cái điểm điểm xa nhất cũng là điểm nhỏ nhất đúng không? Điểm cuối của điểm cuối, đúng rồi, nhưng relay, giờ em biết, em phải hiểu được là relay em bảo vệ cái gì. Em phải nhận dạng được con relay của em hay là relay 2 em bảo vệ đoạn nào, rõ ràng bảo vệ đoạn BC thì phải tính tại C. Còn relay 1 em bảo vệ đoạn AB thì em phải tính tại B để chỉnh cho chức năng 50. Mình phải hiểu là mình đang nói chức năng nào. À, chức năng 50 bảo vệ quá dòng cắt nhanh thì nó được chỉnh là bằng hệ số an toàn nhân cho dòng ngắn mạch lớn nhất ở cuối phần tử mà nó bảo vệ. Phần tử mà nó bảo vệ là đây, em nhìn vô cái relay coi nó bảo vệ đoạn nào, em phải biết phần tử nó bảo vệ trước. Ví dụ 1 bảo vệ AB, vậy phải tính cái mạch tại B để chỉnh chức năng 50 của R1. Bằng công thức này. Thì cái quan trọng là các bạn phải hiểu là relay của bạn bảo vệ cái gì. Đối tượng bạn là máy biến áp hay đường dây. Đó thì phải tính cuối máy biến áp hay cuối đường dây để chỉnh cho chức năng 50. Đó. Rồi, còn nào nữa không? Không, mình tiếp. Dòng điện khởi động thứ cấp thì bằng phí sơ cấp chia cho tỷ số CT. Ha, tỷ số CT. K này, K sơ đồ CT thì bữa trước mình nhớ có đấu hình sau thì K CT sẽ là 1. Cho nên là quên nó đi. Mà tất cả giờ là máy biến dòng điện đều đấu là 1 hết rồi. Đấu hình sau hết cho nên là 1 hết, cho nên hệ số sơ đồ máy biến dòng này không cần quan tâm nữa. Như vậy thì dòng điện khởi động thứ cấp là dòng điện mà mình sẽ chỉnh vào relay đó. Đó, dòng điện mình chỉnh vào relay đó
sẽ bằng dòng điện sơ cấp mình mới tính được ở trên chia cho máy tỷ số máy biến dòng. Bởi vì mình chỉnh mình mới tính là mình tính dòng ngắn mạch phía sơ cấp nè, đúng không? Và sau đó là máy biến dòng này nó sẽ chuyển đổi dòng điện cho relay, mà máy biến dòng thì có nhiệm vụ là nó sẽ là giảm dòng điện nó xuống bao nhiêu lần. Đó. Thì N là nó giảm bao nhiêu lần thì mình chia cho nó, chuyển cho relay. Để relay mình biết là mình chỉnh vào relay, cái giá trị mình chỉnh vào relay chính là phía thứ cấp. Thì ở đây ví dụ ha, là cái ví dụ rất đơn giản thôi, là mình xét relay 2 có tỷ số biến dòng là 600 xuống 1. Rồi, cấp chính xác là 5P20. Bây giờ giả sử này cấp chính xác là 5P20. Bây giờ ôn bài trước luôn đó. 5P20. Đó, nó sẽ tùy ra ha. Thì hỏi mấy bạn này nhìn bài tập này thôi, các bạn nhìn thử cái mạch này đi. Dòng điện ngắn mạch lớn nhất tại thanh cái 2 là 1000A, dòng điện ngắn mạch lớn nhất tại thanh cái B là 2000A, thanh cái C là 1000A. Vậy hỏi các bạn cái máy biến dòng điện này có đảm bảo không? Có bị bão hòa gì không? Biết rằng máy biến dòng điện có tỷ số là 600 xuống 1 và cấp chính xác là 5P20. Hỏi thôi, nhìn cái cách này thôi, nhìn cái thông số thôi, hỏi là máy biến dòng này có sử dụng được hay không và nó có bị bão hòa hay không, để khi bão hòa nó sẽ làm việc sai đó. Như vậy thì nhìn thử coi nó đảm bảo hay không. Của bài trước. Như nó vẫn đảm bảo. Chứng minh, tại sao biết đảm bảo? Quan trọng là chứng minh nói ra. Dòng điện quá tải của city, dòng điện quá tải từ điện chiếu lượng đó là 600 nhân 20 là 10, khoảng 12.000. Mà giờ dòng điện quá tải trên thanh cái tại điểm C là có 1.000. Ngắn mạch chứ không quá tải. Dòng điện ngắn mạch tại thanh cái C là 1.000, cái dòng điện ngắn mạch tại thanh cái B là 2.000, nó vẫn chưa vượt qua cái. Đúng rồi, đúng chính xác. Không, mình tính ngắn mạch thì mình thấy là đầu B với cuối C nó là 1.000 với 2.000. Thì khúc giữa này nó chính là nó là lớn hơn 1.000 bé hơn 2.000, đúng không? Thì cái CT nằm ở chỗ là lớn hơn 1.000 bé hơn 2.000, mà khả năng chịu đựng của cái CT của mình chính là 12.000A lận. Cho nên là nó không có gì bão hòa ở đây hết, nó rất là tốt. Rất là tốt. Đó, cho nên là CT đảm bảo, máy biến dòng điện này đảm bảo hết. Rồi. Thì bây giờ mình mới biết rằng là áp dụng định nghĩa là muốn chỉnh định chức năng 50 của relay 2 thì hãy tính bốn dạng ngắn mạch. Các bạn hay nghe kỹ ha. Hãy tính bốn dạng ngắn mạch là 3 pha, 2 pha, 1 pha chạm đất, 2 pha chạm đất, tính hết ra đi. Xem coi trường hợp nào dòng điện ngắn mạch là lớn nhất. Ghi lên đây. Đó, như vậy thì buộc các bạn phải tính được ngắn mạch, các bạn có con số này điền lên. Đó, cái cực của mình là phải tính được bốn dạng ngắn mạch đó tại thanh cái C, xong điền kết quả lên lớn nhất, điền lớn nhất để chỉnh rơ le. Chức năng 50 là bao nhiêu điện đây? Rồi, lan của bảo vệ quá dòng điện là 1.2. Thì tí xíu nữa giải thích cho bạn 1.2 này là cái gì. 1.2 này á, nó ngắn gọn rất thôi. 1.2 này á, 1 á là đúng định mức rồi. 0.2 này chính là 20%. 0.2 chính là 20% thêm vào. Đó là kể đến, xét đến sai số của máy biến dòng điện, sai số của relay ta tính 20%. Sai số dự trữ này nó thêm bớt chỉ là 20%. Đó. Thì nhân với dòng điện ngắn mạch cuối đây chính là 1.000. Còn cái ví dụ trên đây đang làm cho này. Nó đang làm cho R1.
Thì 70 bạn tự bấm máy tính làm R2 ha, thì R1 nè. Ngắn mạch lớn nhất tỉnh là 2000 thì nhân 1,2 nó sẽ là 2400. 2400 là phía sơ cấp thôi, và phía thứ cấp của Relay nè. Phía thứ cấp này ký hiệu là, nếu mình nhìn vô catalog này nó ký hiệu kiểu IOC, cái dấu hiệu này, ký hiệu này là chính là muốn nói đến là chức năng cắt nhanh 50. Bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh. Có hai cái dấu lớn nữa. Thì nó bằng 2400 chia cho tỷ số máy biến dòng là 600 xuống 1, chính là giảm 600 lần. Vậy là 4A. Thì 4A này nè, mình mới chỉnh vào trong relay R1. À, kích hoạt nó lên và chỉnh nó. Được chưa? Đó. 4A thì mình chỉnh đi 4A. Thời gian tác động chỉnh nhanh nhất có thể là 0,05 giây, có nghĩa là 50 mili giây. À, 50 mili giây. 0,05 giây chính là 50 mili giây. Đó, và như vậy thì hai giá trị mà mình chỉnh vào trong relay đó, quá dòng điện đó, hay là chức năng 50 này nè, cắt nhanh là Y bằng 4, T bằng 0,05 giây. À. Và như vậy là xong, chỉnh xong cái chức năng của R1, chức năng 50. À, mấy bạn tự bấm máy tính, mấy bạn tính chức năng 50 của R2, mấy bạn phải ghi lại nha, để nó sẽ tiếp diễn những cái bài sau nữa. Mấy bạn phải lưu lại những cái số này, nghĩa là mấy bạn phải ghi cho vô cái sổ tay hay là cuốn tập hay là trong file gì đó. À, chỉnh định chức năng 50 của hình này là R1, chỉnh ra được là 4 và 0,05. R2 chỉnh bao nhiêu, để vài bữa mình học 4 chức năng mình sẽ tổng hợp lại nữa. Mấy bạn phải ghi chú, mấy bạn không ghi chú là vài bữa mấy bạn không có cái số liệu, không có kết quả, mấy bạn không nhớ. Rồi dành cho 5 phút để mấy bạn xem cái tính toán, hãy tự tính đi, rồi có cái thắc mắc gì đó trao đổi làm được. Và những buổi sau không có nhớ giá trị đó, mấy bạn sẽ buổi khác nữa. Những giá trị này nè, nó liên thông để mình đánh giá tổng thể của gồm nhiều chức năng. 4 chức năng cơ bản và 50, bây giờ là mình đang tìm hiểu chức năng 50. Cho nên mấy bạn cũng phải từng khởi đầu, cho nên làm rất chậm để các bạn từng bước nắm. À, làm cho đọc kết quả lên ha. Trong khi chờ đợi mấy bạn làm thì sẽ mấy bạn là tài liệu mấy bạn coi ha. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ cho dạng là bảo vệ máy biến áp để hình dung. Phải làm phải đọc nha các bạn, mấy bạn mà ngồi im ru hết mà không phối hợp nhau làm, không có gọi là tương tác đó, thì sẽ không có hiểu. Cho nên làm rồi báo cáo lên. Ủa đó bấm máy tính nhanh mà sao lâu vậy? Đọc cái relay số 2.
Mấy bạn hãy chỉnh này R2 ha, chức năng 5B R2 bao nhiêu đọc lên chứ. Thì dòng dòng sơ cấp là 1200, dòng thứ cấp là 2 ampere, thì thời gian tác động dạ Thời gian là nhiêu? thời gian tác động là 0,0225. 0225 là đâu ra? Giờ xài cái công thức giống như công thức ở trên này, giờ nhìn ví dụ dọn ESA vô cái mà variance inverter. Còn chức năng 50 là bảo vệ cái đặc tính độc lập, nó chỉnh xác định luôn nhanh nhất có thể, chứ không có chỉnh gì variant invert gì đây hết. À, xài, nếu mà xài độc lập đó thì vào mình cái phụ thuộc thời gian rồi. Không, đặt chức năng 50 là chỉnh đặc tính xác định mấy giây là mấy giây, chứ không có cái vụ kia. Không có à, cái vụ vậy. Đặc tính độ tính phụ thuộc nó dùng cho chức năng 51 cắt chậm. Còn cắt nhanh là chỉnh nhanh nhất có thể. Và như vậy là 0,05 giây. Là khi mà mấy bạn có hai giá trị này nè, bạn vẽ ra được cái này đúng không? Vẽ đặc tính ra. Đặc tính này chính là đặc tính mà Rayleigh nó sẽ hiểu. Hiểu gì đây? Nó hiểu mình là chỉnh cái ngưỡng này nè. Ngưỡng này chính là 4 ampere. Trong slide này đang nói là nói R1 nha. Còn cái thời gian này là 0,05 nè. Đó. Thì khi nào mà vận hành mà dòng điện nó sao? Nó vượt ngưỡng. Dòng điện mà truyền vào relay. Dòng điện mà truyền vào relay mà lớn hơn 4. Đúng không? Đây lớn hơn 4 thì thời gian nó cắt nó là 0,05 giây. Đó. Mấy bạn tự làm và tự vẽ cho mình cái R2. R2 thì là 2 và 0,05. Dòng điện mà relay mà nó lớn hơn 4 là relay nó sẽ cắt 0,05 giây, nó cắt liền, đưa tín hiệu mở máy cắt liền. Như vậy từ đó em thấy nè. Từ vậy mình thấy được cái gì? Là ở đây là ngàn chỉ màu đỏ. Ở đây là 1000. Ở đây là 2000. Vậy nãy em nói là em chỉnh được 1200 ampere. Nãy em nói là nó nằm đây nè, ngay vị trí này thì là ngay. Còn nếu ngắn mạch vô chuyện vị trí này thì lớn hơn hay nhỏ hơn? Lớn hơn như vậy thì nó cắt không? Như vậy nó cắt đúng không? Thì từ 1200 nè, em chỉnh 2 ampere đúng không? Đúng rồi. Phải tự làm nha, mấy bạn không làm là mấy bạn sẽ không có hiểu mình. Khanh sẽ giảng mấy bạn sẽ không hiểu à. Nó tương ứng đây là 2 ampere nè. Nếu đây 1200 thì chui đây là 2 ampere. Đúng thì khi mà sự cố nó xích lại gần, ví dụ như đây đi, thì nó lên là dòng chui đây sẽ lớn hơn 2 và nhiều đến sức tín hiệu đi cắt sâu 0,05 giây. Như vậy thì nếu sự cố ngay vị trí này thì sao? F phẩy này sao? Nhưng mà nghe đó nhìn nó chưa chưa đủ dòng. Mấy bạn thấy giờ bắt đầu nó phát sinh nhiều vấn đề. Đó, lúc này thì như vậy thì chắc chắn là nó lớn hơn, nó nhỏ hơn 1200 mà lớn hơn 1000 đúng không? Lớn hơn 1000 bé hơn 1200 đúng không? Đó, như vậy thì nó chưa vượt cái ngưỡng của Rayleigh thì Rayleigh không phát hiện được cái vùng từ 1200 cho đến C. Thì ta gọi cái vùng này là vùng mù của chức năng 50 hay gọi là vùng chết
của chức năng 50. Chức năng 50 á, nó chỉ bảo vệ từ 1200A vị trí này đi đến relay thôi. Còn cái đoạn cuối đường dây nó không bảo vệ được. Và người ta gọi này là vùng chết. Còn cái vùng từ B cho đến vị trí 1200A này nè, ta gọi là vùng bảo vệ. Còn vùng cuối này gọi là vùng chết. Bởi vì có sự cố này đâu thấy đâu, nó bị mù. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến nó bị mù? Do cái hệ số an toàn. Đúng rồi. Vì tại sao người ta sẽ hỏi là tại sao hệ số an toàn mình không chỉnh nó là 1 mà phải chỉnh là 1,2? Nếu hệ số an toàn mình chỉnh là 1 thì dòng khởi động của mình sẽ là bao nhiêu? Bằng dòng ngắn mạch. Bằng dòng ngắn mạch tại cuối luôn, là đúng ngàn đúng không? Thì như vậy là nó bảo vệ được 100% đường dây, gì quá đẹp rồi. Đó, quá đẹp. Nếu can an toàn này nè, mình chỉnh là 1 thì chỗ này sẽ ra là 2000 đối với relay 1. Còn nếu mà relay 2 thì bằng 1000. Như vậy là nó bảo vệ được 100% đường dây luôn, không có vùng chết ép xanh gì đây hết. Nhưng tại sao người ta cũng phải bắt mình là chỉnh 1,2? Vì sao? Vì sai số máy biên dòng, vì sai số của relay. Thì cái đó tí xíu slide tới mình sẽ hiểu được chuyện đó. Còn riêng cái slide này, nhắc lại muốn các bạn cần nắm là các bạn phải tính được ngắn mạch tại các bus A, B, C, tìm ra dòng điện ngắn mạch lớn nhất, điền lên ngay các vị trí thanh góp, kiểm tra cái máy biến dòng điện mình có bị bảo hại hay không, ổn hết. Tiếp theo lấy dòng ngắn mạch lớn nhất đó nhân với hệ số an toàn là 1,2, rồi chia cho tỷ số máy biến dòng để ra được giá trị chỉnh định dòng điện của relay. Tiếp theo là chỉnh thời gian. Thời gian của chức năng 50 là thời gian độc lập xác định. Muốn ta động mấy giây thì chỉnh nó là mấy giây. Nhưng vì này là cắt nhanh cho nên chỉnh nhanh nhất có thể. Thì hiện tại bây giờ nhanh nhất có thể là 0,015 giây. Đó thì mình cái cụm này có cụm này rồi, mình hãy vẽ ra cái hình để thể hiện đặc tính để mình hiểu rõ nó. Đó thì mục tiêu trong slide này là mình làm đã xem và tham khảo relay số 1. Còn relay số 2 thì các bạn phải tự làm trong tập ha. Nên giấy gì đó phải làm, mấy bạn không làm thì sẽ đi 3-4 chức năng, mấy bạn sẽ rối và mấy bạn sẽ không hiểu và sẽ là knock out đó. Và cái này chính là cái bài kiểm tra số 1. Đây là bài kiểm tra số 1, là hãy tính toán dòng điện và thời gian tác động của chức năng 50, 51, 50N, 51N. Chắc chắn câu bài tập kiểm tra cuối kỳ sẽ là chắc chắn là có câu đó ha. Bởi vì nó là bảo vệ relay quá dòng điện, là bảo vệ chính cho lưới hạ thế và trung thế. Thì cái mục tiêu đầu ra của môn học của mình đó chính là mình phải tính toán chỉnh định được relay, vẽ được và hiểu được một số cái giải thích, lý luận được một số cái giải thích chứng minh cho người ta thấy là tại sao có vùng chết hay là có vùng can an toàn sinh ra vùng chết và tại sao phải làm vậy. Rồi tiếp ha. Riêng tới máy biến áp nè, bây giờ qua máy biến áp ha. Nãy đường dây dễ rồi, máy biến áp có hai cấp điện áp. Phía bên đây nè, là hai máy biến áp ha. Đến cái thanh cái hay là ở cái tủ hạ áp. Đó, và biết rằng nghe dòng điện ngắn mạch ngay chỗ này tính toán được là lớn nhất là 5000A. Như vậy thì mấy bạn hãy đề xuất, hãy xem lại coi hay là tính toán coi bao nhiêu ampe. Đó, thì tính toán thử coi dòng điện khởi động của chức năng 50 cho R đen này nè, R này nè là bao nhiêu. Sáu ngàn sai.
cho nên phải hiểu, không hiểu là sai liền đó. Suy nghĩ ha, suy nghĩ lại bao nhiêu mới đúng. Nhiều Cuối đường dây ở đây là đầu máy biến áp đó thầy. Có nào đối tượng mình là máy biến áp chứ mà. Phần tử chính của mình là máy biến áp thôi. Còn đường dây này, dây nối này có mấy mét đâu ý nghĩa gì. Đó, nhưng cái này là phía trung thế máy áp, phía này phía hạ thế máy áp. Đoạn dây này rất bé cho nên cũng chả quan tâm. Đó, nhưng cái này là tủ, ngay cái tủ chính hạ thế này, còn này là đó. Mấy bạn không chịu để ý là cái cấp điện áp mà rơ le nó nằm phía nào, còn cái cấp sự cố là nó nằm ở phía nào khác cấp điện áp mà. Điện áp khác nhau thì dòng điện khác nhau, sao giống nhau được. Vậy nếu đây là 109 thôi. Dòng điện bên đây là 5.000 thì dòng điện bên đây sẽ là nhiêu? Chỉ cho 55 rồi. Ừ. Thì ý nãy em tính nếu mà dòng kia, dòng ngắn khởi động sơ cấp bên kia 6.000 thì bên đây là 109 rồi. Em phải tính ra dòng điện chạy bên phía này, nếu ngắn mạch chỗ này dòng điện chạy chỗ khúc này là 5.000 thì dòng điện chạy khúc này là nhiêu. Dòng điện mà khúc trung thế thấy 90,9 à, là chơi 91 đi. Dạ. 91 bé đó có nghĩa là em hiểu không, rơ le mình nằm ở phía 22 kg, ngắn mạch ở đây mặc dù 5.000 ampe phía hạ, đo phía hạ 5.000, nhưng mà phía trung này nó thấy dòng điện băng ngang nó chỉ có 91 ampe à. Cho nên là mình lấy căn toàn 1,2 nhân 91 đúng không? Ý là mình phải tính cái dòng sơ cấp rồi mình mới lấy cái dòng sơ cấp mình nhân với hệ số đoạn rồi. Đúng rồi. Tại vì rơ le em nằm ở phía sơ cấp mà sao em chỉnh lấy thứ cấp em nhân nữa cũng ra tầm 7 thôi. À dạ. Yeah. Rồi 91 nhân 1,2 là 109,2. Được không? Riêng máy biến áp đặc biệt vậy nó có hai cấp à, ngắn mạch ở đây em tính nè, cái rơ le này nhiều nhiệm vụ nó bảo vệ máy biến áp này, vậy cuối máy biến áp này chính là ngay chỗ vị trí này à, ngay vừa ngay sau máy biến áp này là vị trí này, ngay tủ điện á à, ngay tủ điện ngay sau cái lỗ tổng á à. Đó thì tính cái mạch này như ampe thì bên đây phải là em phải chia cho tỷ số máy biến áp, tỷ số biến đổi này nè, em đi ra được dòng điện mà nó đầm ở phía 22 nó thấy, chứ em lấy 5.000 mà em chỉnh nó là sai sao. Điện áp mà thấp thì dòng điện cao, còn bên điện áp cao dòng điện nhỏ lại, vậy lấy 91 này cài nó mới đúng. Là một vậy dòng khởi động của mình sẽ là đúng không? Y khởi động của mình sẽ là 1,2 nhân đó, 1,2 nhân 91 sẽ ra là 109,2 ampe. Rồi muốn chia cho tỷ số CT nữa à, chia cho NCT, CT của mình giả sử là 600 xuống 600 đi thì nó sẽ là nhiêu,
Đó. 0,182 ampere. Đó, vậy là giá trị cuối cùng mình lần này chỉnh vào relay. Đúng không? Và thời gian của mình sẽ là nhiêu? Đó. Đó, thế này được không? Riêng máy biến áp phải để ý đó. Rồi, dễ lưu ý được cái đường dây hay máy phát hay là động cơ gì đó nó một cấp điện áp thì nó dễ rồi. Nhưng riêng chỗ máy biến áp, đặc biệt là có hai cấp điện áp thì mình phải lưu ý chuyện này. Mấy bạn phải làm nha, mấy bạn không để ý, mấy bạn không tự làm, mấy bạn là vài bữa mấy bạn thi chắc chắn rớt á. Không tự làm, không tự đóng góp hay là ghi chép hay là tự làm mà dặn không làm thì kiểm tra chắc chắn mấy bạn sẽ rớt. Bởi vì mình học xong thì mà tới tháng 5, tháng cuối tháng 5 tháng 6 mình mới 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 thi, mà cái bài này mình không chịu ghi chú cái này nọ lại đó thì tới đó mình quên và chắc chắn rớt. Và mình làm không được thì rớt thôi, chấp nhận thôi chứ sao giờ. Thì để né được chuyện đó, để phòng ngừa được chuyện đó thì mình phải, ví dụ kêu mình làm là mình phải làm. Bấm máy tính thì cũng nhanh nhưng có khó khăn gì đâu, phải làm viết ra. Bởi vì khi mình bắt tay mình viết mình làm mình mới biết được là mình chủ động chuyện đó hay là bị động chuyện đó, và mình đang hiểu hay không hiểu. Hiểu thì làm ngọt ngào, và không hiểu cái viết không biết viết gì và tới đó không biết lấy ở đâu là sẽ sai, chắc chắn sẽ rớt. Rồi sẽ nghỉ là khoảng 5 phút 10 phút gì đó rồi sẽ quay lại tiếp tục để cho một số bạn thắc mắc gì đó hỏi. In my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. Electric.
Rồi, bắt đầu tiếp ha. Như vậy thì đến thời điểm này á, bạn đã nắm được cái phần gọi là tính toán cái chức năng 50. Tính gì? Tính dòng điện khởi động và thời gian tác động, và phải vẽ được cái hình. Và cái quan trọng phải tính ngắn mạch được. Thì và tính ngắn mạch ở đâu nó mới cũng quan trọng. Ngắn mạch vùng mà nó bảo vệ. Đó, này bài tập trên đây là của đường dây. Máy biến áp phải lưu ý là mình tính ngắn mạch ở ở sau máy biến áp ấy, thì trung thế relay mà nằm ở phía trung thế mà chờ tỷ số máy biến máy máy biến áp, tỷ số biến đổi nè, để thấy được dòng điện nó. Rồi, các bạn nghe rõ không? Dạ nghe rõ rồi. Rồi, tiếp. Bây giờ tính cái phần giải thích là vùng bảo vệ. Như nãy mình đã nói rồi đúng không? Khi mình nhân K an toàn là 1,2 á, thì cái chức năng 50 nó bảo vệ được từ một phần đường dây thôi, từ A cho đến M thôi. Đó. Còn từ M đến F là vùng chết. Vùng này vùng chết nghĩa là mù á. Nếu ngắn mạch chỗ này thì relay 50 nó không thấy, là chức năng 50 nó không thấy được sự cố tại vị trí phía cuối đường dây. Đó thì này minh chứng cho mình bằng một cái chiều dài đường dây nè. Trục hoành là chiều dài đường dây, trục tung là dòng điện. Thì rõ ràng là dòng điện ngắn mạch càng xa A chính là gần về B đó, thì dòng điện ngắn mạch nó chính là nó màu xanh này sẽ giảm, dòng nó sẽ giảm. Đó, dòng mạch nó sẽ giảm. Thì nó giảm như vậy đó. Thì mà mình thấy là mình tính được dòng ngắn mạch lớn nhất tại B là ngay điểm này. Mình nhân 1,2 chính là dòng khởi động mình là một giá trị xác định nào, dòng khởi động của mình chính là bằng dòng ngắn mạch lớn nhất nhân 1,2 thì nó dâng lên đây. Và như vậy thì giao điểm giữa cái dòng điện khởi động và cái đặc tính ngắn mạch nó cắt nhau tại M phẩy, giống lên đường dây nó là tại M. Thì như vậy thì khi mà dòng ngắn mạch nè từ A cho đến M chính là từ Y cho đến M phẩy nó lớn hơn dòng khởi động, thì như vậy thì cái vùng này là dòng ngắn mạch lớn hơn dòng khởi động thì nó tác động. Còn qua bên đây là dòng khởi động lớn hơn dòng ngắn mạch thì nó không tác động, vậy gọi là vùng chết, vùng bảo vệ. Chờ anh á, chờ anh một phút nữa. Rồi quay lại ha, để có cái điểm. Rồi giờ mình sẽ vùng chết ha và vùng bảo vệ. Thì cái nguyên nhân chết này chính là do hệ số an toàn. Đó thì như vậy thì mình thấy nè, như vậy thì relay R1 của mình á thì nó sẽ bảo vệ được vùng màu đỏ này thôi. Cái vùng mà phía cuối nè, gần B, phía cuối bên tay thì phía cuối đường dây AB á nó chết. Nghe có sự cố này thì nó mù nó không thấy. Tương tự thì R2 của mình á, mình tính toán bảo vệ cũng được như đây thôi. Và như vậy thì nếu mà vùng cuối đoạn BC này nè thì chức năng 50 R2 nó cũng không thấy, nó bị mù. Đó, nguyên nhân chính là do K an toàn. Là do mình nhân thêm là 1,2, là mình thêm 0,2 đó. Thì 0,2 đó chính là sai số biến dòng, sai số relay và sai số dự trữ là 20%. Thì giờ câu hỏi đặt ra đó là tại sao mình không chỉnh K an toàn bằng 1? Bằng 1 mà chỉnh là 1,2. Thì nếu trường hợp mình chỉnh là 1 á, mình chỉnh là 1 á thì cái đặc tính này nè. Cái đường này nè, nó sẽ trùng luôn đúng không? Nó sẽ trùng vậy luôn. Và như vậy thì cái vùng bảo vệ của nó nè, nó sẽ đúng 100% luôn. Đó, nó trùng sát vô luôn. Đó, đỏ này là của R1 trùng vô luôn. Và như vậy thì quá tuyệt vời rồi. Đó. Đúng không? Nếu mình là chỉnh dòng khởi động chính bằng dòng ngắn mạch ở cuối B. Đó, thì như vậy thì cái chức năng 50 mình bảo vệ trọn vẹn đường dây AB, bảo vệ trọn vẹn đường dây BC, R2, bảo vệ BC, R1 bảo vệ AB một cách trọn vẹn luôn. Đó. Tuy nhiên mình biết rằng mình đã nói rồi, sai số của máy biến dòng là có sai số 5% hay 10%. Sai số của relay cũng có sai số. Đó. Cho nên á, khi mà mình chỉnh K an toàn bằng 1 thì về lý tưởng nó mới như vậy thôi. Còn sai số 20% có thể nó lấn sang đây nè, lấn sang đây. Cái vùng bảo vệ màu đỏ này nếu sai số mà dương nó có thể lấn sang đây. Còn nếu sai số mà âm á, nó có thể giật giật về đây. Đó.
nhưng mà xấu nhất là sai số dương nó lấn qua đây nè, nó lấn qua đây một cái, em thấy không, nó lấn qua bên đây thì vùng bảo vệ màu đỏ và màu xanh này nó có cái vùng giao nhau, vùng nó giao lắp với nhau, nó đang xen nhau, và điều đó là điều mà người ta không mong muốn. Vùng bảo vệ mà đang xen nhau thì buộc mình phải phối hợp thời gian, có relay nhanh, relay chậm đó. Thì nếu quay lại, nếu trường hợp mình chỉnh can toàn là 1,2 thì vùng bảo vệ nó vậy thôi đó, vùng bảo vệ nó có vùng chết phía cuối là cái đường này nè, nó sẽ di chuyển lên trên đúng không, nó di chuyển lên đây đó. Là tại sao người ta lại chuộng cái này, thì vì sao? Vì nếu mà mình chỉnh can toàn 1,2 á thì nó bảo vệ tới đây thôi, nếu có sai số, còn sai số âm á nó giật nhỏ lại, mình đang chỉnh nó giảm lại, thì điều đó chứng tỏ là dù có sai số đi nữa thì cái vùng bảo vệ của màu đỏ này nè nó cũng nằm trong cái đường dây AB thôi, nó không có liên chi để có sai số gì đó, nó vẫn đảm bảo là không lấn sang AB. Tương tự màu xanh bên đây cũng vậy, sai số gì đó nó cũng thôi đó. Đó là cái mà người ta mong muốn khi mà mình chỉnh lại chức năng 50 của R1 màu đỏ và chức năng 50 của R1 bị giao nhau mà không bị trùng nhau á, thì mình chỉnh thời gian rất là thoải mái diễn đây hết, rơ le nào mình chỉnh nhanh như thường nào cũng nhanh hết. À, thì đó là cái mà cuối cùng người ta mong muốn. Còn bây giờ giảng thêm, nếu mình chỉnh 100% à này 100% thì thằng này cũng 100% nhưng sai số nó thể lấn qua đây, thì khi nào nó lấn qua đây thì khi nó lấn qua đó đó, thì nếu mà giả sử có một sự cố nào đó nằm ngay đây thì điều đó chứng tỏ là cả hai rơ le R1 và R2 đều thấy sự cố, đều thấy sự cố hết. À, cả hai rơ le đều thấy sự cố này hết, đều thấy rõ sự cố này, và như vậy thì cả hai đều đưa tín hiệu đi mở máy cắt, R2 đưa mở cái CB2, R1 đưa mở cái CB1, và như vậy dẫn đến là mất điện luôn toàn đường dây này. Mà mình nhớ rằng là để đảm bảo tính chọn lọc thì sự cố xảy ra trên đường dây BC thì rơ le hay là thiết bị bảo vệ gần nó nhất đó chính là R2 và máy cắt CB2 phải mở. Mở để làm chi? Để loại bỏ phần tử đường dây BC đang sự cố, và từ đó chính là cái tải ngay chỗ mà thanh cái C này nè nó mới mất điện thôi. Còn tải từ thanh cái B chính là này nó không mất điện, bởi vì này cắt ra là loại bỏ được sự cố rồi, chỉ có tải gắn vô thanh cái C mất, còn tải tại A với tải B vẫn có điện là bình thường. Cắt ra cái loại bỏ được sự cố thì mạng hết sự cố thì cấp điện là bình thường, đúng không? Nhưng vì mình chỉnh hai thời gian nó giống nhau hết cho nên là hai cái đều cùng xuất tín hiệu mở CB2, mở CB1 dẫn đến là mất điện toàn bộ luôn B và C, mất điện diện rộng, và điều đó là không mang tính chọn lọc đó. Như vậy thì vấn đề đặt ra là khi sự cố xảy ra tại đây cả R1, R2 đều thấy, đều cắt, như vậy không được. Như vậy thì mình phải ưu tiên CB2 cắt trước, mà để CB2 cắt trước á thì thời gian của R1 này phải lâu đó, phải lâu có nghĩa là mình sẽ cho nó lớn lên đó, thời gian nó sẽ lớn lên. À, à, nghĩa là nó rộng lên á, nghĩa là thời gian nó lâu lên, à, thời gian lớn lên, đúng không? À, khi sự cố xảy ra thì xanh nó cắt nhanh, thời gian nó nhanh hơn, vậy nó sẽ đếm. Ví dụ mình chỉnh nó là 0,05 giây, nó sẽ đếm là 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 đưa tín hiệu đi mở máy cắt CB2. Thời gian đổi này lâu hơn, thời gian đổi này lâu hơn, ví dụ mình chỉnh là 0,3 giây. Đó, thì như vậy thì khi sự cố xảy ra tại đây thì màu xanh này của R2 đã thấy và nó tác động sau 0,05 giây. Còn R1 này nó phải đếm tới 0,3 giây, rất là lâu. Như vậy là nó sẽ delay lại, chậm lại đó. Nó chậm lại so với cái này là hai này trừ nhau, chính là nó chậm đi 0,25 giây. Đó, thì giữa các rơ le với nhau thì người ta cũng có một cái độ lệch thời gian khoảng là 0,25 giây. À, thì nó mới là mới đảm bảo được sự về mặt thời gian nó phân biệt được thời gian nhanh chậm. Và điều này cho các bạn thấy rằng điều gì? Là xử lý được nè. Vậy nếu sự cố xảy ra tại đây thì R2 mở trước đáp ứng được. Tuy nhiên mình nhớ lại chức năng 50 cái tên gọi đã cắt nhanh rồi mà em còn đi dồn thời gian nó lâu.
ha, vi phạm với cái tên của nó. Cách nhanh đó, mấy bạn cũng phải biết là nếu sự cố xảy ra tại đây á, phải 0,5 giây, nhưng nếu sự cố này xảy ra bên đây nè, đó, thì do mình đã chỉnh thời gian nó là 0,3 giây rồi, thì như vậy sau 0,3 giây nó mới cắt được sự cố tại này. Mà mình thấy một điều nữa là sự cố mà càng di chuyển về gần cái nguồn màu đỏ, dòng nó càng lớn, mà dòng càng lớn thì em nhìn thời gian sao để cắt lâu, đó là sai, à, đó là nguy hiểm, à, đó là nguy hiểm về cái việc là dòng điện lớn mà cắt lâu dẫn đến xung lượng, ha, xung nhiệt, hay là nhiệt độ nó sẽ tăng lên và nó gây ảnh hưởng đến thiết bị. Đó, cho nên là thấy cái khuyết điểm không? Em mà chỉnh có cái vùng đỏ, vùng xanh nó trùng nhau thì CB1, relay 1 phải chỉnh thời gian lâu hơn CB2 và relay 2. Mà lâu hơn thì nếu sự cố xảy ra ở gần nó cũng tác động lâu và như vậy là xung nhiệt sẽ lớn và nguy hiểm cho thiết bị. Đó, khi đó là cái dở, cho nên là buộc phải sao? Nó không được ha, như vậy thì không được. Tự nhiên mà cắt nhanh mà lại cắt lâu, mà các CBC relay 1 nó nằm gần nguồn lại cắt lâu thì quá nguy hiểm. Cho nên người ta mới thấy được là vấn đề là không nên làm vậy và phải làm gì? Di chuyển lại, đừng cho nó trùng nhau. Đó, đừng cho nó trùng nhau. Đó, cho nên hệ số K an toàn phải là 1,2. Đó là cái nguyên nhân mà mình phải hiểu tại sao K an toàn là 1,2 chứ không phải là 1. Đó là vì lý do là đừng cho vùng bảo vệ nó trùng nhau, chấp nhận cái vùng chết, chấp nhận vùng chết. Còn nếu em không chấp nhận vùng chết, em chỉnh nó trùng nhau thì em phải chỉnh thời gian này lâu lên. Mà thời gian này lâu lên thì sự cố gần nó mà nó cắt lâu, gần nguồn mà cắt lâu là nguy hiểm. Cho nên khuyết điểm này lớn quá, cho nên là người ta sẽ không, người ta sẽ chỉnh lại 0,05, nhanh hết, rất nhanh. Từ đó mình sẽ cũng có một cái nhận định là gì? Nếu vùng bảo vệ của các chức năng mà nó không trùng nhau thì không cần phối hợp thời gian lệch nhau chi hết. Còn nếu vùng bảo vệ mà nó có chồng lấn lên nhau, có vùng giao nhau đó thì phải phối hợp thời gian có độ lệch. Đó. Rồi, đến đây các bạn có hiểu và có thắc mắc hay là có câu hỏi nào? Cô thầy, nếu mà bảo vệ ở cuối phía cuối đường dây, giống như ở lai xe đường dây xe như không có đường dây nào nữa thì mình chọn hệ số vùng 1 luôn được rồi. Chắc chắn ở dưới đây sẽ có cái CB hạ thế như này, hiểu không? Dạ, ý em nếu mà ở dưới không còn gì nữa thì mình mới chọn vậy thôi. Kiểu gì cũng còn hết. Chuyện nào mà tới ví dụ như tới tải thôi. Chứ mà ngay chỗ này mà xuống tới chỗ này chính là có một cái ví dụ hạ thế thì chỗ này sẽ có cái CB hay là chì nhánh rẽ. Đó. Là nó lấn qua chì thì nó với chì cũng phải lệch thời gian, chứ không mình chì đứt nó đứt theo luôn. Thì cứ đơn giản là nếu mà mình chỉnh một thì mình xem mình kiểm coi các cái vùng bảo vệ của nó với cái thằng liền sau có trùng không. Hả, trùng nhau thì phải phối hợp, còn không trùng thì ok. Thì nếu mà mình chỉnh không khéo á, thì khi có sự cố xảy ra cái là hai cái nhảy tạch tạch cùng lúc. Đó là cái mà không chọn lọc đó. Chỉ có cái CB mà đến cái động cơ thì nó không còn tiếp theo thôi. Trên đường dây thì sau đường dây thì nó sẽ có cái nhánh rẽ hết. Nhánh rẽ thì có điều mình thiết bị bảo vệ hết. Và khi mà có thiết bị bảo vệ thì mình phải xem hai thiết bị bảo vệ nó, cái vùng bảo vệ nó có chồng lấn nhau hay không. Nó chồng lấn thì phối hợp thời gian, mà không chồng lấn thì không phối hợp thời gian. Và K an toàn thì nếu mình chỉnh K an toàn á, nó 1 hay là 1,2 gì đó là do mình chỉnh, mà mình chỉnh mình thấy, mình chỉnh xong rồi mình thấy vùng bảo vệ nó mà trùng lớn nhau thì mình phải phối hợp thời gian. Còn mình không muốn phối hợp thời gian thì mình phải chỉnh K an toàn lớn lên. Thì cái đó là do kiểm tra một cái mặt thực tế, mà nào cũng được hết. Thì có thể dùng ETAP để kiểm tra được hết. À, còn câu hỏi nào nữa không?
Được, có câu hỏi nữa đó ha, nhìn thấy là cứ mà mình chỉnh relay hay là thiết bị hay là CPU hay là chì gì đó, thật sự là nếu mình chỉnh á, mình chỉnh dòng khởi động của nó ha, và thời gian của nó, thì khi mà chỉnh dòng khởi động của nó đó là mình phải hiểu được là cái vùng mà nó bảo vệ đó là từ nó cho đến đâu. Cái đó là cái mà mình chưa hiểu rõ đó, mình chưa nắm trước đây, thì qua môn học này mình phải hiểu là mình chọn mua CB hay là mua relay hay mua chì, thì dựa vào cái dòng định mức của cái CB hay chì hay relay đó, mình sẽ biết được bảo vệ từ nó cho đến đâu. Thì trước giờ là bảo đảm là các bạn cũng chưa hình dung được là cái vùng bảo vệ nó là từ đâu đến đâu, các bạn chỉ gắn lên thôi, và khi mà cái dòng điện vượt ngưỡng thì cắt, còn không hình dung được là cái vùng bảo vệ của nó từ bản thân đặt nó cho đến đâu, thì các bạn chưa 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 hình dung được chuyện đó. Thì sau bữa nay nó môn học này thì bạn có biết là bạn chỉnh relay à, có hệ số an toàn gì đó hay chỉnh CB, thì mấy bạn phải biết là dòng điện khởi động mình là bao nhiêu, thì cái vùng bảo vệ nó sẽ tới đâu, và vùng bảo vệ của các cái CB trước CB sau hay relay trước relay sau hay là chì trước chì sau nó có trùng lấn hay không. Nó trùng á, thì khả năng ngắn mạch vô điểm trùng đó thì cả hai cái đều cắt cùng lúc, dẫn đến là mất điện diện rộng, cho nên là mình phải chỉnh thời gian lệch ra đó. Đó là cái mà mình phải nắm, cái đó là cần thiết ha, phải nắm rõ để những cái relay sau nó cũng làm tương tự à. Cho nên những cái bài này đi rất là chậm và những buổi sau rất là nhanh, bởi vì nó tương tự như vậy. Thì relay hay chì hay CB ha, các loại relay đều có vùng bảo vệ, mà mình hiểu được vùng bảo vệ nó có trùng hay không trùng, có giao nhau hay không giao nhau, thì có chỉnh thời gian chênh lệch hay không chênh lệch, mà ta gọi là phối hợp thời gian hay không cần phối hợp thời gian đó ha. Và rõ ràng như vậy thôi, không cần phối hợp thời gian nếu vùng bảo vệ không trùng nhau, và phải nên phối hợp thời gian nếu vùng bảo vệ có vùng trùng nhau, có chỗ trùng nhau đó. Cái đó nhắc đi nhắc lại liên tục ha, để nắm. Nó không có câu hỏi nào. Rồi, không có ha, tiếp. Đó, vậy chức năng 50 là của cái relay quá dòng điện thì nó chỉ vậy thôi. Hãy nắm được cái là cái nguyên tắc chỉnh dòng điện khởi động, chỉnh thời gian nhanh nhất có thể, và khi mình chỉnh xong dòng khởi động thì mình phải biết vùng bảo vệ nó tới đâu. Để xem cái vùng bảo vệ nó có trùng lắp nhau hay không. Nếu trùng lắp thì phối hợp thời gian, còn không trùng thì thôi. Không phối hợp thời gian và chỉnh nhanh nhất có thể. Đó, vậy là hoàn thành xong cái chức năng 50. Rồi, sang chức năng 51. Thì chức năng 51 sẽ đi kèm với chức năng 50 đó ha, để nó phủ cái vùng chết còn lại, mà một vùng mù á.
cái vùng mà chức năng 50 không làm việc á, vùng cuối này nè. À, vùng cuối này nè. Nếu sự cố tại đây thì đâu ai thấy đâu. Chức năng 50 đâu thấy đâu. Thì chức năng 51 nó sẽ xuất hiện. À, để nó phủ cái vùng đó. Và hai chức năng này nó sẽ đi kèm với nhau để nó hỗ trợ cho nhau để bảo vệ trọn vẹn cái phần tử. Như vậy chức năng 50 là bảo vệ cắt nhanh, lợi thế của nó là cắt nhanh, nhưng cái bất lợi của nó chính là nó bảo vệ không hết đường dây, không hết phần tử, mà chỉ có phần lớn thôi, còn phần cuối, phần nhỏ cuối nó không bảo vệ được, thì đi kèm chức năng 51. Thì chức năng 51 được gọi là bảo vệ qua dòng điện cực đại, cực đại. Và cái mà mình chỉnh vào relay cũng chỉnh là dòng điện khởi động và thời gian tác động. Thì nay dòng điện khởi động sơ cấp được tính như sau, thì giống như nãy bạn gì nói đó, thì như lúc này á thì mình sẽ chỉnh dựa theo dòng làm việc lớn nhất, dòng làm việc lớn nhất chứ không phải dòng ngắn mạch đó. Thì dòng làm việc lớn nhất em sẽ chỉnh cho chức năng 51, còn dòng điện ngắn mạch em sẽ chỉnh cho chức năng 50 đó. Nhớ cho kỹ ha, rất là từ từ. Dòng điện làm việc lớn nhất chỉnh cho chức năng 51, dòng điện ngắn mạch chỉnh cho chức năng 50. Được chưa? Thì ở đây mấy bạn phải hiểu một vấn đề như thế này, là trong chế độ vận hành của hệ thống điện hay là lưới điện thì nó có chế độ làm việc lâu dài và chế độ làm việc ngắn hạn. Chế độ làm việc lâu dài thì gồm có hai chế độ con, là chế độ vận hành bình thường và chế độ vận hành cưỡng bức. Chế độ vận hành bình thường là chế độ mà mình có n phần tử, n phần tử đó đều làm việc hết, đều tham gia dẫn điện hết, thì tôi gọi là chế độ bình thường, là phần tử nào cũng làm việc hết. Chế độ cưỡng bức là chế độ gì? Là chế độ mà có n phần tử nhưng có một phần tử nó nghỉ, thì nó còn là n trừ một phần tử dính trên lưới, và một phần tử kia nghỉ có nghĩa là đường truyền công suất nó đã giảm bớt, đúng không? Điều đó dẫn đến là các cái đường dây còn lại nó phải gánh thêm cái phần công sức mà một thằng đã nghỉ. Như vậy là nó sẽ lớn lên, nó bị cưỡng bức lên, nó bị ép ép bức, đó là dẫn thêm dòng điện, thêm công sức. Các bạn hiểu không? Đó, chế độ vận hành lâu dài thì nó có hai chế độ vận hành, là chế độ vận hành n phần tử và chế độ vận hành n trừ một phần tử. Thì tôi gọi là chế độ bình thường là n phần tử, chế độ cưỡng bức là chế độ n trừ một phần tử còn lại. Đó, các bạn phải nhớ chuyện đó. Thì cái y làm việc mắt này nè, là mình phải xét xem coi dòng điện lớn nhất có thể mà đi qua cái relay đó hay là thiết bị đó là bao nhiêu. Thì mình thường mình sẽ xét ở chế độ n trừ một. Ví dụ thôi, ví dụ cụ thể vậy thôi. Ví dụ rất là đơn giản để mấy bạn hiểu hình dung, để mình phân ra là chế độ bình thường. Chế độ làm việc lâu dài thì relay không được làm việc, không được cắt. Ví dụ đơn giản vậy thôi nè. Đó, mình có hai đường dây song song. Đúng không? Hai đường dây song song. Cấp điện cho một cái tải. Đó. Và đây là nguồn đổ vô. Đúng không? Và đây là máy cắt. Được, nói vậy thôi. Thì này CB ha. Và cũng là relay luôn đi, khỏi vẽ relay nữa, quen rồi. Giờ này là coi nó là máy cắt cũng là relay luôn đó. Bây giờ thì lúc này nè. Có phải ban đầu vận hành ví dụ cái tải này là tải lớn nhất này mình cho là 300 A. Các bạn thấy là 300 A. Thì rõ ràng giả sử hai đường dây này giống nhau thì lúc vận hành bình thường hai đường dây đều làm việc hết, thì mỗi thằng nếu mà giống nhau thì nó sẽ phân dòng ra, thì mỗi thằng là 150 A.
Đó. Và như vậy thì lúc này CP không được quyền cắt hay là relay không được quyền cắt, vì đang vận hành bình thường mà cắt gì? Rồi trường hợp cưỡng bức là gì? Một đường dây này nghỉ. Đường dây này nó nghỉ. Này nghỉ. Thì này nó tăng lên là 300 ampere. Đó, 300 ampere này là cũng đang làm việc ha, nhưng mà chế độ cưỡng bức một đường dây này nghỉ. Người ta mong muốn hai đường dây, có nghĩa là gì? Khi có được sửa chữa đường dây nào đó hay là sự cố đường dây kia thì đường dây kia nghỉ đi, đường dây còn lại vẫn phải cung cấp điện cho tải. Và như vậy đường dây này đang gánh là 300 ampere. Và điều đó chứng tỏ là CB này cũng không được quyền cắt vì đang là vận hành ở chế độ cưỡng bức. Đó. CB này cũng không được quyền cắt 300 A này. Đó, các bạn hình dung được không? Chứ mà ví dụ mà ban đầu mấy bạn không 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 không, không, không ok đó, mấy bạn là à thằng này 150. Đúng không? Này 150 A. Đó. Thằng này cũng 150 A. Cái bạn chỉnh là gì? Chỉnh cái dòng khởi động của CB này đi, hay relay này đi, em chỉnh là 250 A. Đó. Dùng chỉnh dạng số này thì một khi mà đường dây này nghỉ, nó nghỉ à, nó nghỉ thì cái tải nó giọt lên là 300 ampere băng qua cái máy cắt này và dẫn đến máy cắt này sao cắt cắt đúng không, cắt thì như vậy thì mất điện luôn cũng như không, tự nhiên giao dòng vận hành hai đường dây mà giờ cuối cùng đường dây này nghỉ, cái đường dây này nó phát hiện chỉnh cái ngưỡng nó nhỏ quá nó cắt luôn và như vậy thì mất điện luôn đó, cho nên là không được, cho nên em phải chỉnh là gì, dựa theo dòng điện gì, dựa theo dòng điện lớn nhất có thể là 300 A để chỉnh dòng khởi động cho hai cái CB này, đúng không? Đó. Phải dựa dòng 300 à, dựa vô chế độ cưỡng bức như này đó để chỉnh CB này, ví dụ mình chỉnh CB này là 360, nó mới đúng. Đó, nó mới đúng ha, dòng này, dòng tải này 300 thì dòng dòng mà relay này mà CB này cắt chính là 360 chẳng hạn. Nó thì nó mới đúng. Này nghỉ thì 300 băng qua đây nó cũng không cắt. Bởi vì nó cho làm việc. Đó, như vậy thì cái mà các bạn tìm ra chính là dòng điện 300 này nè, cái khó là các phân tích được tìm được dòng điện 300 này ra. Và như vậy để chi? Để xác định được dòng điện làm việc cưỡng bức mắt hay dòng điện làm việc lớn nhất nè, đó cái mà mong muốn các bạn này. Rồi, này có thắc mắc chỗ nào không? Ui, sao cái này làm gì đây? Đây, để coi mấy bạn xem cái này. À, vậy mấy bạn hiểu ha, là phải chỉnh chế độ làm cái dòng điện lớn nhất. Đó, chế độ bình thường, chế độ cưỡng bức để hiểu rõ phần đó. Đó là mạng điện ha, dễ thôi. Giờ mạng điện mà trong cái lưới điện 210 kV, 220, 500 kV nó phức tạp vậy nè. Thì ở đây nó có nhiều phần tử. Ha, cái bài trên đây nãy nè, cái bài mà của hai đường dây song song á thì nó có hai phần tử thôi.
Thì vậy em ngưng mạch, còn mạch còn lại dễ. Có một trường hợp là vận hành cưỡng bức thôi. Còn riêng bài này nè, có nhiều trường hợp vận hành cưỡng bức. Ví dụ em đang xét cái rơ le nằm ở trên đường dây này đi. Rơ le nằm trên đường dây này nè. Đó. Em đang xét rơ le nằm trên đường dây này. Thì ở đây nó có quá trời đường dây luôn, em phải giả sử đường dây này nghỉ. Đường dây này nghỉ thì coi dòng điện chạy qua đây là bao nhiêu ampe, ghi nhận lại một trường hợp. Rồi, đóng điện đường dây này lại, cho đường dây này nghỉ. Thì em coi dòng điện chạy trên đường dây mà em đang quan tâm nó bao nhiêu ampe, ghi lại số 2. Rồi tiếp đó đóng lại cho đường dây khác nghỉ. Có nghĩa là mình sẽ tìm coi một đường dây nào đó nó nghỉ mà nó sản sinh ra, nó gây ra cái dòng điện trên đường dây mình đang xét á lớn, thì mình lấy giá trị đó để chỉnh rơ le. Tới đây đều nắm được chưa? Dạ được thầy. Rồi. Rồi, vậy mấy bạn nghĩ là phải tìm ra dòng điện cưỡng bức lớn nhất. Thì trên đây hai đường dây dễ nhưng nhiều đường dây vậy nè. Mấy bạn cứ giả sử, mỗi lần giả sử một đường dây nghỉ thôi nha. Chứ không phải là giả sử nghỉ hết. Thì nghỉ hết thì xác suất nó không có. Xác suất nó thấp, không có. Rồi, như vậy thì đó là cái cách mà để giúp các bạn là tìm được cái dòng điện lớn nhất. Tìm được dòng điện này, phải hiểu cái bản chất nó vậy đó. Còn công thức này thì nó vô vị lắm. Nhưng mà phải hiểu. Nó mạng điện đơn giản là mạng điện phức tạp. Còn trường hợp mà đường dây đơn vậy nè thì tải nặng nhất thì nó lớn nhất thôi. Còn đường dây kép thì cho một đường dây nghỉ. Còn đường dây mạng vòng thì cho một đường dây trong mạng vòng đó nghỉ. Đó ha. Còn đường dây đơn một mạch thôi thì là tải lớn nhất thì nó là dòng điện lớn nhất rồi. Lưu ý ha. Thì riêng bài tập ở đây mình thấy là đường dây một mạch thôi thì tải lớn nhất là nhiêu thì dòng điện đó chính là dòng điện làm việc lớn nhất rồi. Đó. Tiếp theo hệ số căn toàn này là 1,2, các bạn đã hiểu rồi. Tiếp theo nữa là hệ số mở máy. Hệ số mở máy là có xét đến tính khởi động của động cơ đó. Động cơ nó có khởi động thì phải giúp cho nó khởi động được, chứ đừng có khi nó khởi động lên dòng nó giọt lên cái hiểu lầm cắt nó ra. Đó thì hệ số mở máy này thì bạn kiểm tra để cho, còn trên thực tế thì người ta sẽ dùng kinh nghiệm hay là khảo sát để tính hệ số mở máy này. Còn đối với mà bảo vệ riêng cho một động cơ thì cái động cơ đó người ta sẽ có cái lý lịch và mình sẽ tính được hệ số mở máy của nó, khởi động trực tiếp hay khởi động bằng biến tần, thì cái hệ số mở máy là cái dòng điện mà nó dòng điện mở máy nó giọt lên á nó sẽ ít, và như vậy mở máy nó sẽ êm ái và nó ít tốn năng lượng và rơ le của mình hay là thiết bị bảo vệ của mình không được cắt khi thiết bị khởi động, thì cũng dễ dễ ha. Vậy là em phải tìm được dòng điện lớn nhất, nó cách tìm nó rồi, càng toàn có rồi, càng mở máy ha, phải khảo sát có luôn. Rồi ví dụ bài này là dòng điện lớn nhất ở đây đang là 200 nè, rồi một nè, nó lý do nào đó thấy là tải động cơ hay tải tĩnh gì đó, dòng điện lớn nhất mà người ta tính toán được là dòng điện lớn nhất chạy đây là 200 ampe, đó CT là 600/1, thì từ đó mình thấy là hệ số mở máy mình cho 1,2 luôn. An toàn 1,2 nữa nhân vô sẽ ra 288. À, 288. Rồi, di chuyển sang dòng điện khởi động thứ cấp. Thứ cấp thì bằng là sơ cấp chia cho tỷ số biến dòng. Vậy là 0,48. Đó, vậy là dòng điện khởi động của nó là 0,48.
Và như vậy thì mình thấy được dòng khởi động đó xong, tính dòng khởi động. Vậy mấy bạn tương tự, mấy bạn tính dòng khởi động của R2 này đi. Là dòng điện làm việc lớn nhất của nó là 120. Thì lấy 120 nhân cho 1,2 nhân cho 1,2 cái nữa sẽ ra kết quả, và chia cho tỷ số biến dòng nó 600 số 1 nó sẽ ra kết quả. Sẽ ra kết quả. Rồi, cái đó là mấy bạn phải tính nha, mấy bạn phải tính, mấy bạn note lại để có bộ số hồi nãy là 50, chức năng 50 của R1 mấy bạn hãy tính là 4 ampere và 0,05 giây. Còn chức năng R51 của R1 á là 0,48 và ampere. Thời gian là mấy bạn muốn chỉnh nhiều chỉnh. Thời gian chỗ này nè. Thời gian này là thời gian đặc tính độc lập. Riêng chức năng 51 thì các bạn có hai lựa chọn là chỉnh đặc tính độc lập hoặc đặc tính phụ thuộc. Riêng chức năng 51 á, mấy bạn có hai lựa chọn. Chỉnh thời gian cho chức năng 51 có hai lựa chọn là chỉnh thời gian xác định hay là chỉnh đặc tính phụ thuộc là do mình quyết định. Thì ở đây để dễ ban đầu thì cho là chỉnh đặc tính độc lập đi. Thì theo cái thông tư, theo thông tư thì người ta sẽ quy định là ngắn mạch ở cái lưới mà lưới 22 kV á, thì thời gian sự cố, xóa bỏ sự cố là không được quá 0,5 giây, cho nên mình chỉnh là 0,5 giây là vậy. Thời gian sự cố hay là thời gian tồn tại sự cố trên lưới điện điện lực 22 kV quản lý đó, điện lực quản lý đó thì không được quá 0,5 giây. Trừ những trường hợp đặc biệt thì được 1 giây. Còn bình thường thì mình vậy là mình phải chỉnh thời gian đó là nhanh nhất có thể. Hay là đáp ứng thông tư thì nó phải đúng ngay ngay mức luôn là 0,5 giây hoặc 0,3 giây. Tùy mình. Và như vậy thì mình đã chỉnh được xong cái chức năng 51 cho R1 theo đặc tính thời gian độc lập. Tương tự vậy mấy bạn hãy chỉnh này. Bạn chỉnh này dùm. Thì có giá trị rồi anh mới giảng tiếp được. Còn mấy bạn không chỉnh không có giảng được tiếp theo, bởi vì bạn không nắm thì giảng tiếp theo mấy bạn không hiểu. Bạn tính ra ha, tính ra đồ báo luôn. Bạn hãy tính điện này vô ha, bạn không tính ra được thì không có số nào mà làm tiếp. Còn mấy cái này là kết quả của mấy cái đầu buổi. Đó, thì cái này là cái phần bạn phải tính xong rồi có giá trị mới điện xuống dưới được. Biết y làm việc mắc ở R2 nè là 120 rồi, áp dụng tính toán ra. Thầy y y khởi động 2 là 172,8 ampere. Nhiều chứ. 172,8 ampere và dòng thứ cấp là 0,228 ampere. Rồi. Điện xuống đây. 172,8 ampere. Rồi. Thứ cấp là chia cho 600. Là 0,2288. 0,288. 0,288 rồi. Thời gian T0,5. Rồi. Đó thì đến thời điểm này chỉnh dày nhưng mà chưa đúng đâu ha, làm để chi để mình đặt ra những số vấn đề. Đó thì đến thời điểm này á các bạn đã chỉnh được cái gì? Chức năng 50 nè. Chức năng 51 nè của relay R1. Đó, của relay R1. Đó, và R2 chỉnh rồi. Và mấy bạn nhớ lại là chức năng 50 cái vùng bảo vệ nó không trùng nhau nè. Cho nên là cái thời gian nó
mình chỉnh nó gần như là độc lập nhau, không có dính dáng gì nhau. Nhưng tới đây mình phải cẩn thận nè, hai chức năng 51 này nè, vùng bảo vệ nó như thế nào, hai chức năng 51 vùng bảo vệ nó như thế nào thì mình phải nhìn như mặt lý thuyết. Đó, chức năng 51 nè, vùng bảo vệ nó rất rộng. Chức năng 51 vùng bảo vệ nó rất rộng. Mình biết rằng là vùng bảo vệ nó rất rộng ha. Giờ cái này đưa này ra để dễ nhìn đó. Đây nè, nhìn nè. Chức năng 51 là nhiệm vụ nó chính là nó xuất hiện để phụ chức năng 50 á, bảo vệ vùng chết phía cuối này. Và đồng thời nó phải bảo vệ chỉnh theo dòng điện, là gọi là dòng điện gì? Dòng điện làm việc lớn nhất mà mình chỉnh, mình thấy là chỉnh tới 288, đúng không? Dòng điện sơ cấp trên đường dây mà là 288 ampe á, thì đó là cái điểm cuối, cái điểm ngưỡng của nó rồi, cái điểm ngưỡng mà nó sẽ thấy được cái sự cố. Có phải mình nhìn lại nè, mình nhìn dòng điện khởi động mới nhìn lên trên đường dây vị trí nào trên đường dây A, B, C, mà giả sử C kéo dài này là cái đường dây ảo, mà mình cứ kéo dài ra đến vị trí nào đó mà có sự cố ngắn mạch đó, mà là có dòng là 288 ampe, chính là điểm cuối mà nó có thể phát hiện. Nó, nếu mà sự cố này mình dịch chuyển ra đây nữa là dưới 288 mà không phải ngưỡng, nó không phát hiện, từ 288 trở đi nó mới thấy để nó tác động. Như vậy thì cái vùng bảo vệ, em thấy không, vùng bảo vệ nó là rất xa. Hồi nãy tại thanh cái C ngắn mạch đây là ngàn, thì mình kéo dài ra nữa tới vị trí nào đó dưới đây mới là 288, thì cái vùng bảo vệ của chức năng 51 á, nó từ A nè, nó dài ra tới tuốt dưới đây đó. Tương tự như vậy đường sáng này nữa ha, đường sáng này rồi. Tương tự như vậy em thấy là chức năng 51 của R2 nè, chức năng 51 của R2 là màu xanh này ha, giả sử màu xanh này, nó cũng xuất hiện đi chi, để bảo vệ cái đoạn chết của BC nè, đoạn cuối BC nè. Và mình coi R2 này mình chỉnh nhiều, R2 này bạn mới chỉnh nhiều. Đây, R2 mình chỉnh như đây, R2 mình chỉnh là 172.8 ampe. Như là 172.8 ampe là điểm cuối, điểm cuối cùng mà nó thấy. Thì mình nhìn xuống đây, ở đây là 288, thì cái 170 mấy nó nằm tuốt ngoài đây nữa, 172.8 nằm tuốt dưới đây. Đó, nằm dưới đây, mình kéo dài ra nữa. Đó, và như vậy thì cái điểm ngắn mạch cuối nó nằm dưới đây nè. Đó, thì cái vùng bảo vệ của chức năng này nè, nó dài ra tới dưới đây. Còn cái vùng bảo vệ 51 của R1 á, nó dài ra tới dưới đây. Đó, và như vậy thì em thấy nè, nếu em chỉnh thời gian mà nó nhỏ nhỏ thì nó sẽ trùng nhau. Như vậy thì để phóng bự ra cho em dễ nhìn á, thì phóng bự ra vậy cho em dễ nhìn. Bạn thấy không? Là cái vùng bảo vệ chức năng 51 á, của R1 và R2 á, nó có vùng trùng nhau. Cụ thể là nó trùng từ đây, đúng không? Nó trùng từ đây. Nó từ thanh cái B. Từ thanh cái B trở đi là nó trùng nhau. Nó trùng kéo dài cho đến cái vị trí 288 này, trùng nhau nè. Đó, như vậy vùng bảo vệ nó có phần giao nhau, như vậy buộc nó phải phối hợp thời gian. Buộc nó phải phối hợp thời gian. Cụ thể nè, cụ thể mấy bạn có thể thấy nè, khi sự cố xảy ra tại vị trí F này nè, đó, thì mấy bạn nhìn coi là chức năng 50 hay 51 của R1 và R2 nó phát hiện được sự cố này, nằm trong vùng bảo vệ thì nó sẽ phát hiện á. Thì rõ ràng nếu sự cố xảy ra tại vị trí F này thì rõ ràng đã nằm trong vùng màu xanh này nè, màu xanh này là cấp 2 của R2, và nó cũng nằm trong cái vùng màu đỏ này là cấp 2 của R1. Vậy hai cái vùng này nằm trong sự cố, sự cố mà nằm trong vùng của hai đứa, hai relay đó, thì hai relay đều thấy hết, nhưng relay 2 nó ở gần hơn relay 1, relay 2 gần sự cố hơn. Như vậy thì cái màu xanh này nè, mình phải chỉnh thời gian nó nhỏ lại nè, nó nhỏ lại, nhưng mà nó phải lớn hơn chức năng 50. Thời gian tác động của chức năng 51 á, nó phải lớn hơn chức năng 50, và cụ thể là mình chỉnh là 0,5 giây.
đúng không? Mình chỉnh là 0,5 giây nè, em mình chỉnh 0,5 giây nè, đó 0,5 giây ha, đó rồi. Nhưng mà nếu mình chỉnh thằng này hiện tại trên đó mình, em cũng chỉnh nó 0,5 giây luôn. Nếu mình nhìn bài lên em đang chỉnh, chỉnh thằng này cũng 0,5 giây luôn nè. Đó, và gì là sai đó. Vì sao sai? Sự cố xảy ra tại đây. Hai chức năng 51 của R1, R2 đều thấy và nó cùng đưa tín hiệu đi mở hai máy cắt sau 0,5 giây hết, và vậy mất điện diện rộng nữa. Hai máy cắt này mở là mất điện diện rộng nữa. Cho nên là vùng bảo vệ mà trùng nhau thì buộc em làm gì? Em phải giãn này ra. Đó, em phải giãn này ra, nghĩa là cao lên. Và cái độ lệch này nè, nó phải có độ lệch delta T là 0,25 giây à, lệch ra. Như vậy thì cộng thêm 0,25 giây nữa, này là 0,5 rồi, cộng thêm 0,25 nữa, như vậy lần này sẽ ra là, như vậy nó mới đúng nè, thằng này nó phải ra là 0,5 cộng thêm delta T. À, cộng thêm delta T. Đó. À, delta T của mình là 0,5, delta T quy định chính là 0,25 giây. Thì nó sẽ ra là 0,75 giây thì nó mới đúng. Chứ nãy mà em chỉnh 0,5 là nó sẽ sai. Đó, như vậy điều đó chứng tỏ là cái gì? Khi vùng bảo vệ mà trùng nhau thì cái sự mà chỉnh thời gian nó phải dính với nhau, dính dáng với nhau. À, nó lệch nhau, delta T. Vì chức năng 50 không trùng nhau cho nên là giống nhau, thời gian nhanh như nhau. Còn chức năng 51 nó trùng nhau cho nên là nó phải lệch. Bên đây 0,5 thì bên đây phải là 0,75. Nó hợp này à, chức năng màu hồng là cắt nhanh 50 nè, 50 bảo vệ không hết thì 51 rộng ra, nhưng mà 51 rộng ra là bị trùng nhau. Và nếu sự cố xảy ra tại F thì hai chức năng 51 đều thấy hết, nhưng 51 R2 gần hơn thì chỉnh thời gian là 0,5, 51 của R1 xa hơn thì cộng thêm delta T là 0,25 là 0,75 giây. Đó. Rồi, cái đó là cái mình phải hiểu. Chức năng 51 phải phối hợp thời gian. Vì sao phải phối hợp thời gian? Vì vùng bảo vệ nó có trùng nhau. Còn chức năng 50 là không cần phối hợp thời gian vì vùng bảo vệ nó độc lập nhau, không có trùng nhau. Rồi, đến đây là nắm bắt được được này chưa? Quan trọng nhất là nãy giờ là nắm được chức năng 50, nắm được chức năng 51. Và cái mình đã chỉnh nãy giờ là mình chỉnh là thời gian xác định à, thì bữa sau mình sẽ chỉnh thời gian phụ thuộc và sẽ phân tích luôn xác định với phụ thuộc này thì cái nào ưu khuyết như thế nào cũng là bữa sau à, bữa nay mình sẽ nắm đi rất là chậm, bữa sau sẽ nhanh dần, nhanh dần, nhanh dần, những chức năng sau sẽ nhanh dần bởi vì nó lặp lại. Còn bữa nay là chức năng 51, chức năng 50 mấy bạn phải nắm được chỉnh định dựa theo đại lượng nào, ngắn mạch, dòng cưỡng bức, can toàn, tại sao là 1,2 mà không phải là 1, và vùng bảo vệ của nó có chồng lấn nhau hay không, nếu chồng lấn thì như thế nào, và không chồng lấn thì thời gian nó như thế nào, có phối hợp thời gian hay không phối hợp thời gian. Đó là cái vấn đề mà bạn nằm cần nắm. Còn bữa nay là thời gian mấy bạn chỉnh thời gian độc lập hết. Thời gian độc lập có nghĩa là mình muốn cắt mấy giây mình chỉnh mấy giây, nhưng bữa sau mình sẽ chỉnh thời gian đặc tính phụ thuộc. Thì bởi vì trên thực tế phối hợp với nhau đặc tính phụ thuộc nó mới tốt hơn đặc tính độc lập. Thì cái đó là nội dung của bữa sau và các chức năng còn lại của relay 51N và 51 50N. Rồi, nếu không có câu hỏi gì mình sẽ dừng ở đây ha, rồi bữa sau mình sẽ tiếp.